lúa bị dính mưa đá nha các bác nha, lúa te tua đứt hết. Cứ cho gỗ cũng trượt xuống rồi đấy. Từ nãy mình chưa tìm được cái nào. Trong này không có các bác ạ. Cuối cùng cũng đến chỗ măng ngọt. Úi rồi, cao quá các bác ạ. Đi khoảng phải hơn một cây. Leo lên trên đỉnh núi này mới tìm được ngọn măng các bác ạ. Úi rồi. Chưa đến vợ ong đây nè. Được buổi đi tìm măng cùng với bố vợ. Đây là có một cái lán của họ làm rừng, làm đội. Có cái nộp. Ôi, mục rồi. Mục rồi, mình đi ra mà sụp mặt. Chưa đi ra giữa không thì dập mặt mất. Rồi mình đi vào trong chỗ đồi măng này. Xem nào. Chậm thế nhỉ. Rậm lắm anh em ạ. Đi rừng vất vả lắm. Tìm được ngọn măng về để ăn vất vả lắm. Nên là các bác nào mà mua măng ăn nên là đừng mà cả giá cả nhá. Vì những người ta nông dân họ đi tìm được cái măng để bán mất rất nhiều công sức. Đường khó đi lắm anh ạ. Vào đoạn chỗ này thì thấy quang hơn nhưng mà không biết có hay không này.
cái đầu tiên mà ngọt rồi. Đấy, cái này cũng bự. Cái đầu tiên thấy. Chỗ này được mấy đoạn này. Tí cái nhiều chứ. Mãi rộng lắm. Má mà người ta mặc thì chào cuối rồi. Nhiều lắm, một cái nhu. Má này có hơi cao rồi. À đây cái nữa thôi. Hả? Đây cái nữa. À. Anh thấy đây. Hai cái một chỗ. Đây là chắc chắn rồi không? Mới biết. Có mưa này lại lên nhỉ. Mưa đi. Đây là cây chuối rừng đây anh em ạ. Sử dụng mà đi rừng mà khát nước à. Chặt cây này. Đỡ khát nước luôn. Con này gần nhau này con. Được một cái to luôn. Cũng phải được gần cân. Bố mình vừa bắt có một chỗ có mấy cái luôn. Họ đi tìm họ vẫn sót. Nên là mình mới được. Ôi giời, cái rõ to chứ. Cái này còn to hơn cái như vậy. Cái này còn tìm. Mà ngay không thấy. Một mũi. Chán quá. Thật đấy nhỉ. Mấy cân, nó chỉ được. Ba cái rồi. Mình sẽ chặt cây chuối này để ăn cái nọ của nó luôn. Cái nọ nó ngọt. À, chữa cho đỡ khát nước. Cắt nước để chọc cái chuối này. Thì ra vào tải nhé. Vâng. Không sợ về không nữa nhỉ? Chắc chắn là sẽ được rồi. Không sợ về không nữa. Này có bột canh chấm cực ngon rồi. Chỗ khác rồi anh em ạ. Mình đi tìm măng tiếp rồi. Hai cái một chỗ luôn, một đôi luôn các bác ạ. Đây. Mình còn chưa thấy. Cái này mới nhú. Ở dưới đất đây. Ở dưới này có cái nữa luôn. Đôi. Đào một cái được luôn, một cái ở dưới luôn. Có cái dễ.
cho lên trên. Mày to hết. Cái này gọi này. Đặc đây. Thôi mình chia đi. Con này là con gì ấy nhỉ? À, nó vẫn sống. Trông như con quân chiếu ạ. Nhưng không phải. Cùng họ với quân chiếu ấy. Nhưng chắc không phải quân chiếu. Để cho nó sống. Dưới kia đi được nhưng mình bị tính chung đây, đi lại bước lên.